Rồi, xin chào các bạn. Đây là hôm nay sẽ là trải bài bản chất thật sự của họ. Thì trước khi đến với trải bài này, bạn hãy hình dung đến đối tượng mà bạn muốn biết bản chất trước. À, đó có thể là bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn và bạn có thể lựa chọn tối đa 3 người bởi vì hôm nay có 3 tụ mà. Ví dụ tụ 1 ứng với người bạn thân, tụ 2 ứng với người yêu hiện tại, tụ 3 ứng với người yêu cũ. Ok. Rồi, thế thì với tụ 1 ha. Hôm nay có 3 vòng tay chọn tụ. Tụ 1 chúng mình có vòng tay Berin, đá Berin, tỳ hưu. Tụ 2 chúng mình có vòng tay Thạch Anh Hồng và tụ 3 là đá Mắt Hổ. Mắt Hổ tỳ hưu. Rồi, với tụ 1 nhá thì đối tượng của các bạn, bản chất thật sự của họ, đấy là thật ra là họ có thể họ không thể hiện ra nhưng mà họ giàu có và thành đạt hơn bạn tưởng, hoặc là họ tham vọng về khía cạnh vật chất hơn bạn tưởng và chắc chắn họ sẽ thành công ở mảng này. Tụ hai thì họ sống cảm xúc và cảm tính hơn bạn tưởng, có thể bề ngoài họ thể hiện ra là một người lạnh lùng, lý trí nhưng thực ra là khá là cảm xúc và cảm tính. Và tụ ba vòng tay đá Mắt Hổ thì đối tượng của bạn, thật ra bản chất thật sự của họ, họ phá cách, họ táo bạo hơn bạn tưởng. Có thể là bạn nghĩ họ cứng nhắc này, luôn làm theo luật này, nhưng thật ra khi mà bạn biết họ rõ hơn, kỹ hơn thì bạn sẽ hiểu được là à, cái người này thật ra là cái kiểu người nghịch ngầm đây. Đối với họ thì có vẻ như luật được đặt ra là để phá đây. Rồi, ok. Rồi, bạn có thể chọn tụ dựa trên sở thích của bạn với từng đồ vật, hoặc là như mình đã nói, đó là bạn chọn ra tối đa 3 đối tượng và mỗi đối tượng sẽ là tương ứng với một tụ. Bây giờ mình xin phép được vào tụ 1 luôn cho câu hỏi là bản chất thật sự của họ nhé. Rồi, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn là những người chọn vòng tay Berin và bản chất thật sự của họ đó là họ tham vọng, họ trọng vật chất à, hoặc là họ thành đạt hơn bạn tưởng, thành công thành đạt hơn bạn tưởng. Có thể bề ngoài của họ giản dị này, họ không nói quá nhiều về những vật, về khía cạnh vật chất hay là về thành tựu cá nhân của họ. Thế nên là bạn úi giời, bạn hình dung là họ không quá quan tâm đến khía cạnh này. Nhưng mình không có cảm giác là họ quan tâm theo kiểu tham lam, họ có quan tâm, họ tham vọng nhưng mà họ vẫn đề cao các khía cạnh khác trong cuộc sống. Tức là lúc nào làm việc thì tập trung làm việc và lúc nào chơi thì chơi hết mình. Đấy, cái cảm giác là như vậy. Tiểu đồng xu. Nhưng mà bạn phải tiếp xúc, bạn phải nghe câu chuyện của họ thì mới biết là à, cái người này giàu có hơn mình tưởng, giàu có hơn những gì họ thể hiện ra. Chúng mình có tiểu đồng xu, chúng mình có 10 kiếm, chúng mình có 2 gậy, 8 gậy và rất là tham vọng. Wow. 9 xu. Rồi, nói chung là những cái lá tarot nó chỉ gọi là lặp lại thông điệp mà mình vừa mới nói thôi. Tức là người này là tham vọng. Nhưng cái tham vọng không phải là theo kiểu xấu đến cái mức mà từ bỏ gọi là gì nhỉ? Từ bỏ sức khỏe hay gia đình hay các mối quan hệ để tập trung vào công việc. Không, người này không đến nỗi là nghiện công việc theo chiều hướng tiêu cực đâu bạn. Tức là nhá, ý mình ở đây đấy là họ cũng không phải kiểu người an phận, họ có cầu tiến và họ có rất nhiều ý tưởng mới trong công việc của họ. Đây có thể là người làm kinh doanh. Đấy, hoặc nếu không làm kinh doanh thì trong đầu luôn tràn ngập ý tưởng mới. Chứ không phải là làm, tức là không quan trọng là họ làm công việc gì nhá, trong công việc của họ nhá, họ rất nhiều ý tưởng. Họ không làm một công việc mà lặp đi lặp lại ngày qua ngày đâu. Họ luôn có ý tưởng và luôn có cái gì đấy để đột phá này, để đổi mới, để cải thiện công việc hiện tại của họ. Đấy. Và họ, cái tham vọng của họ nằm ở chỗ đó, đó là tôi luôn muốn cải thiện bản thân và cụ thể là khía cạnh công việc và khả năng tài chính của tôi. Chứ tôi không làm việc thuần túy vì địa vị hay là tiền bạc. Đấy, họ tập trung vào cái sáng tạo đó. Và tức là họ có tầm nhìn trong công việc và họ muốn biến cái tầm nhìn đấy thành hiện thực. Và họ chăm chỉ
cho cái tầm nhìn đấy nhưng không đến nỗi bị ám ảnh. Thế nên là nếu mà bạn muốn họ dành thời gian cho bạn, dành thời gian chất lượng bên bạn, họ vẫn có thể làm như thế. Đó thì mình mới bảo là khi mà bạn có thể là khi mà bạn theo dõi họ trên mạng xã hội hoặc bạn bạn mới gặp cái người này, bạn sẽ thấy là người này vẫn có rất là nhiều thời gian cho những cái khía cạnh khác trong cuộc sống chứ không phải chỉ có làm việc, làm việc, làm việc. Tuy nhiên là khi mà hỏi thì mình, khi mà nói chuyện sâu thì mình biết thật ra là có rất là nhiều dự định và ý tưởng trong công việc nhưng không bị quá ám ảnh với những dự định ý tưởng này và kiểu như là làm vẫn cứ dần dần biến những ý tưởng đó thành hiện thực, chỉ là không cần phải nhanh chóng ngay và luôn, cứ từ 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 từng bước một, không sao, được đến đâu hay đến đấy. Và cái người này nhá, mình có một cảm giác thôi, cái này chỉ nó chỉ là cảm giác thôi chứ không thật sự có lá bài nào nói lên điều này. Người này rất thông minh, thế nên là mặc dù họ thời gian họ dành cho công việc không phải theo cái kiểu à mười mấy tiếng một ngày, nhưng mà cảm giác như thế này này, 1 tiếng của họ có thể bằng 2 hoặc 3 tiếng người thường đấy. Rồi thế thì cái người này nhá, có thể là họ đã từng có những cái thất bại ở khía cạnh công việc hoặc là về phát triển bản thân trong quá khứ. À, với 10 kiếm ở đây mình thấy có sự thất bại thì hoặc là họ đã từng trải qua những cái giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, nhưng mà bề ngoài khi bạn mới tiếp xúc thì bạn thấy họ khá tích cực, họ tỏa ra một năng lượng tích cực, và khi tức là nếu họ không kể thì bạn sẽ không biết rằng là à họ đã trải qua từng đó chuyện khó khăn, thất bại và thậm chí là giai đoạn trầm cảm trong cuộc sống đấy. Nhưng mà về cơ bản thì bây giờ họ đang ở trạng thái, tại cái thời điểm mà bạn xem trải bài này thì họ đang ở trạng thái tốt nhất, tích cực nhất rồi đó, và họ sẽ luôn luôn có cái năng lượng là cải thiện bản thân và cải thiện đặc biệt là khía cạnh công việc tài chính của họ, giống giống như kiểu là công việc là nơi để họ thỏa sức sáng tạo, không quan trọng là họ làm trong lĩnh vực sáng tạo hay không, kể cả khi họ là làm trong kế toán đi nhá, thì họ cũng sẽ tự họ nghĩ ra được một cái cách làm việc, cái hệ thống làm việc như thế nào đó để thuận lợi năng suất nhất có thể đấy, tức là luôn luôn đổi mới. Mình dùng cái từ này, luôn luôn đổi mới và sáng tạo, không quan trọng là làm trong ngành nghề gì, lĩnh vực gì đấy. Tiền bạc và địa vị chỉ là thứ yếu, cũng có quan trọng, nhưng mà cái quan trọng nhất chính là được sáng tạo, được đổi mới. Và một cái người mà không ngừng sáng tạo, không ngừng đổi mới thì dĩ nhiên mình nghĩ là tiền và địa vị là đến với họ là điều tất nhiên đấy. Như mình nói rồi, bản chất thật sự của họ là một cái người có trọng vật chất này, có quan trọng yếu tố vật chất, có quan trọng yếu tố công việc, sự nghiệp, tài chính, trọng sự nghiệp nhưng không phải theo cái kiểu là bỏ bê tất cả để chạy theo sự nghiệp, tức là trọng sự nghiệp theo cái cách hiểu, theo cái hướng tích cực ạ. Đấy, theo hướng tích cực. Tốt, tổng thể cái năng lượng về người này hay là cái cảm giác mình có về người này tích cực, khá tích cực mà lại khiêm tốn nhá, không thể hiện quá nhiều về bản thân, không nói quá nhiều về bản thân, chỉ đến khi thật sự tiếp xúc thì mới thấy là à thật ra họ thành công hơn những gì họ thể hiện ra. Có thể họ bề ngoài họ ăn mặc rất giản dị, không bao giờ xài hàng hiệu, nhưng khi biết được số tiền trong tài khoản ngân hàng thì mình thấy wow. Đó, kiểu người này là như thế. Và có thể ngoài mặt rất tích cực như thể là cả đời suôn sẻ, nhưng thật ra là họ đã trải qua khá nhiều thất bại trong cuộc sống thì mới có được cái nguồn năng lượng ngày hôm nay. Nhưng nhìn chung là một người cân bằng và lành mạnh. Mình không biết đây là đối tượng gì của các bạn, nhưng đây là một người mà mình cảm thấy đáng để duy trì mối quan hệ. Rồi, ok, thì đó là trải bài của các bạn tụ một. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh của mình ha. Bye bye. Rồi, xin chào các bạn tụ hai. Các bạn là những người chọn vòng tay Thạch Anh Hồng và như mình đã nói, đó là
bản chất của họ là họ. Tình cảm, sống tình cảm và sâu sắc hơn những gì họ thể hiện ra. Ok. Một gậy. Mình thấy nha, không quan trọng họ là nam hay là nữ, họ thể hiện ra ngoài là người khá nam tính. Queen Lee. Nhưng thật ra bên trong là Queen Lee. Hoàng hậu. Bốn, đâu như nào? Đây. Bốn kiếm. Rồi nha. Sau khi đã tra xong thì chúng mình có một kiếm, bốn kiếm này, cỗ xe này, mặt trời và nữ hoàng gậy. Bề ngoài là người nam tính, rất nam tính. Và cái khí chất của họ có phần áp đảo người khác. Mà mình bảo rồi, không quan trọng họ là nam hay là nữ, không quan trọng ngoại hình của họ như thế nào, cái khí chất hoặc là cái khí chất bao quanh họ có phần áp đảo người ta. Có thể là họ nói nhanh, họ đi nhanh, hoặc là cái ánh mắt, hoặc là cử chỉ, có gì đấy có thể áp đảo được mọi người. Nói chung á, là khi mà bạn gặp người này thì bạn phải cảm nhận được là à, đây không phải kiểu người mà mình có thể bắt nạt được. Đấy. Và đặc biệt là họ, kể cả khi họ không cố tình tỏ ra là họ bắt nạt người khác nhé, nhưng có thể là do cái cách nói chuyện này, như mình nói là khí chất này, hoặc là bản thân họ có ngoại hình rất đồ sộ to lớn này, hoặc là cái họ có ý kiến, họ có chính kiến cá nhân mạnh này. Đấy, thì những cái mà mình thấy nó vô tình toát ra đó khiến cho mọi người nghĩ rằng đây là người rất là mạnh mẽ, nam tính. Thì đúng, mình đồng ý họ có cái đặc điểm này thật. Có sự mạnh mẽ này, có sự nam tính này, có sự quyết đoán và thông minh này. Đấy, nhưng không hề lạnh lùng. Tức là nếu mà bạn dành thời gian để nói chuyện với họ thì bạn sẽ thấy thật sự cái người này còn giỏi lắng nghe nữa. Tức là biết lúc nào cần cương và biết lúc nào cần nhu. Họ giỏi lắng nghe, họ có thể đưa ra cho bạn lời khuyên. Nhưng mà khi cần thì họ cũng sẵn sàng trở thành leader. Họ lead được mọi người, dẫn dắt được mọi người và sẵn sàng hành động được. Đấy. Thì bạn có thể cảm nhận được cái sự lưỡng cực trong con người này. Tức là nếu nói về nam tính nhá, thì họ nam tính hơn cả đàn ông. Còn nữ tính thì nữ tính hơn cả phụ nữ. Đấy, đấy, nó là như thế. Tại vì nếu giả sử đây là người nam thì ok, những cái đặc điểm hiện lên trên bài tarot thì nó là đặc điểm nam tính rồi, không có gì cần phải lưu ý. Nhưng mà cái đặc điểm bản chất của họ thì khi mà bạn dành thời gian cho họ, bạn sẽ thấy là à, họ giỏi lắng nghe, họ biết đưa ra lời khuyên, họ nhạy cảm. Đấy, thì nếu đây là đàn ông thì bạn sẽ thấy là cái người này có cái phần nữ tính hơn cả nữ, hơn cả phụ nữ. Và nếu đây là phụ nữ thì bạn sẽ thấy là họ đàn ông hơn cả đàn ông. Thì tức là mình không quan trọng giới tính của người này là gì, nhưng mình có cảm thấy cái sự lưỡng phân cực trong tính cách con người này. Tưởng chừng hai nhóm, hai cực tính cách không thể nào cùng đồng thời tồn tại trong một người, nhưng vẫn tồn tại đó. Đấy, và đôi khi bởi vì nhá, nó không, hai cái tính cách mình thấy nó không được, nó không, nó bị chia ra thành hai cực. Thế nên là có những giai đoạn hoặc là có những thời điểm trong ngày thì họ cực kỳ nam tính, họ lao vào hành động, nhưng mà khi thời điểm đến thì họ vẫn có thể ngồi yên để lắng nghe. Và họ cũng biết làm việc thì cũng làm việc, cũng lao đi làm việc, cũng có vẻ giống như là workaholic, tức là giống như là tham công tiếc việc. Nhưng mà với bốn kiếm ở đây thì cũng biết lúc nào cần nghỉ ngơi, lúc nào cần dừng lại, lúc nào cần chậm lại. Vậy nên nếu mà bạn mới tiếp xúc với người này
thì bạn đừng để cho sự nam tính mạnh mẽ này, thậm chí hơi miệng lưỡi hơi cay độc này, thông minh, quyết đoán, đánh lừa nhé. Vì thật ra con người này có phần có những cái đặc điểm, hay là có những cái góc khuất thì không hẳn, có phần mong manh, có phần cảm tính, cảm xúc, tình cảm sâu sắc hơn bạn tưởng đấy. Cảm giác người này sẽ dễ bị hiểu lầm nếu mà mọi người không dành đủ thời gian cho họ, chỉ có khi chính bạn cũng sẽ hiểu lầm họ. Nhưng thôi không sao, dành thời gian đủ lâu, bạn sẽ hiểu rằng thật ra người này có thể thường người ta là khẩu gì nhỉ? Khẩu 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 Phật tâm xà, thì người này là ngược lại. Tức là mình cảm thấy ở bề ngoài, cái cách họ thể ra hiện ra bên ngoài nhá, có thể hay nói lời cay độc, hoặc là nói thẳng tính quá, thẳng thắn quá, nhưng thật ra bên trong không nghĩ gì đâu, và bên trong thật lòng là quan tâm đến bạn. Nhưng cũng có những người ngược lại mà, bên ngoài thì hỏi han bạn các kiểu, nhưng thật sự là họ không để tâm đến bạn đâu. Thì người này là có để tâm, có để tâm và thật sự giỏi lắng nghe và khá nhạy cảm đấy. Rồi, ok, thì đó là trải bài các bạn tụ hai. Mình mong là các bạn không hiểu lầm họ. Và nhưng mình nghĩ thôi, nếu mà họ, tức là thế nào nhỉ, có thể nhá, có thể trong cuộc sống của họ đã từng có chuyện gì đấy trong quá khứ để họ phải tạo nên một cái persona, một cái mặt nạ mạnh mẽ như thế này. Bởi vì bản chất là sống tình cảm mà. Đấy, thế nên đây chỉ là cái phần tính cách để họ tạo dựng nên để gọi là đối phó với thế giới bên ngoài thôi. Vậy thôi. Tất cả chúng ta đều tạo ra một cái mặt nạ để đối phó với thế giới bên ngoài. Thì cái mặt nạ của người này nó có phần hơi cực đoan. Nó hơi khác biệt quá so với tính cách thật, so với bản chất thật. Nhưng điều đấy không đồng nghĩa với việc họ là người xấu. Vẫn là người tử tế và xứng đáng được nhận sự yêu thương và quan tâm từ chúng ta, từ những người bạn đang nghe trải bài. Vậy thôi, đừng hiểu lầm họ là được. Rồi thì đấy là trải bài các bạn tụ hai. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh của mình. Bye bye. Rồi, xin chào tụ ba, các bạn là những người chọn vòng tay mắt hổ, đá mắt hổ, và như mình nói, đó là nói ở phần đầu, phần chọn tụ ạ, là bản chất thật sự của cái người mà bạn đang nghĩ đến của họ, đó là họ. Nghịch. Họ nghịch. Họ gọi là gì nhỉ? Táo bạo à? Họ nghịch ngầm, nổi loạn. À, rồi rồi rồi, họ nổi loạn hơn bạn tưởng. Thôi, nó cũng là điều hay, biết đâu lại là gu của bạn. Chúng mình có 6 xu, chúng mình có tiểu đồng kiếm, sức mạnh. Ba xu và 10 xu nhá, cái người này nhá. Bề ngoài không có vấn đề gì, ý là nếu mà bạn không để ý á, bạn không khéo, không phải khéo, bạn không gọi là sắc sắc bén, hoặc là ai đấy, bất cứ ai đấy không sắc sảo, sắc bén nhìn ra, thì sẽ thấy cái người này ấy là cái người và cái cách họ thể hiện bản thân là người rất là chững chạc, đĩnh đạc và không có cái gì đấy gọi là nổi loạn cả. Mình thấy là họ làm tốt những cái trách nhiệm đời thường. Ví dụ ngày xưa đi học thì là học sinh gương mẫu này. Không có gì cá biệt cả, không phải học sinh cá biệt. Không phải học sinh cá biệt, và làm
điểm số tốt sau đi làm cũng thế, không phải là phá gia chi tử gì cả, và tập trung cho công việc của mình, chăm chỉ, đối xử với đồng nghiệp và sếp rất là tốt. Nói chung là bề ngoài cảm giác như một người bình thường, chững chạc, đĩnh đạc, trưởng thành, chín chắn. Nhưng họ không khô khan đâu nha. Vậy thôi. Tức là nhá, cái nghịch của người này ấy, nó không gây hại cho ai cả và cũng không thật sự gây hại cho họ. Tức là nếu mà bạn tiếp xúc với họ đủ lâu và đủ duyên để nghe họ kể những cái câu chuyện của họ từ thời bé, tuổi thơ hoặc là cái suy nghĩ thật sự của họ, thì bạn sẽ thấy là họ có phần bướng bỉnh và nổi loạn. Chỉ là cái nổi loạn của họ nó không làm cho họ thiệt thân. Có nghĩa là có những cái nổi loạn hay là cái bướng bỉnh mà thiệt thân tức là gì? Ví dụ nhá, một đứa trẻ nó bướng bỉnh, nó đến độ tuổi bướng bỉnh và nổi loạn, nó muốn chống lại bố mẹ nó, thì nó chống lại bằng cách là nó biết bố mẹ nó muốn nó học giỏi, thế nên nó làm điều ngược lại, đó là nó bỏ học, nó chơi với bạn xấu. Thì đó là nổi loạn thiệt thân, bởi vì việc học là tốt cho nó và chơi với bạn xấu là hại cho nó. Thì đấy là nổi loạn thiệt thân. Thì trong cái trường hợp của người này, nếu người này đang ghét bố mẹ mình, đang tức bố mẹ mình đến tuổi nổi loạn, họ bỏ học không? Không. Chơi với bạn xấu không? Không. Họ vẫn làm tốt những điều đấy bởi vì họ ý thức được là đây là những thứ quan trọng với họ. Họ hoàn thành tốt. Họ làm những gì mà họ cảm thấy là tốt cho mình đã. Nhưng họ sẽ vẫn có cái sự nổi loạn nha. Ví dụ. Xem nào, ví dụ là gì nhỉ? Họ sẽ nổi loạn gì đó mà bố mẹ không nhận ra. Ví dụ xem nào. Ví dụ như là họ hoàn thành tốt việc học, các thứ, rồi. Xong đến đêm họ lẻn ra ngoài đi chơi. Đến 4 giờ sáng họ mò về. 2 giờ sáng lẻn ra ngoài đi chơi, 4 giờ sáng mò về. Và họ làm liên tục như thế trong một tháng chẳng hạn. Đấy, hoặc là họ có một hình xăm rất là kín ở trong người mà bố mẹ không phát hiện ra chẳng hạn. Đấy, thì cái kiểu nổi loạn đấy là nổi loạn ngầm. Không thật sự thiệt, gây thiệt hại gì bởi vì họ vẫn, tức có tận 3 lá xù ở đây và thêm cái lá sức mạnh nữa, tức là vẫn đủ thực tế và khôn ngoan và thực dụng để họ biết là mình sẽ vẫn nổi loạn, nhưng nổi loạn đến một mức nào đấy thôi để không bị đi quá đà, để không gây thiệt cho chính bản thân mình. Tức là họ ý thức được là cái hành trình, cái con đường họ cần phải đi vì rất thực tế mà. Đấy, tôi ở đây, tôi cần phải đi đến đây. Ok, tôi biết. Nhưng mà trong cái hành trình này tôi muốn nổi loạn. Tôi không phải là kiểu người khô khan, tôi đi bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Không, tôi đi đến bước thứ 3 tôi hơi chán. Tôi hơi chán. Thế là tôi hơi kiểu ngó ngang ngó dọc, tôi đi sang bên trái, tôi đi sang bên phải, tôi hái hoa bắt bướm một chút, xong rồi tôi lại quay về hành trình của mình. Đi được thêm vài bước nữa tôi lại chán, xong tôi lại nổi loạn một chút, xong tôi lại đi về hành trình của mình. Tức là cái sự nổi loạn và bướng bỉnh của họ, cái sự nghịch của họ không bao giờ đi quá xa, và bởi vì như thế nên là không không bị phát hiện. Giả sử như là thay vì đi, ví dụ họ trốn nhà vào buổi đêm chẳng hạn, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng, mình lấy ví dụ đấy, thì thay vì làm liên tục trong nửa năm thì họ chỉ làm một tháng rồi họ dừng và không bao giờ có lần thứ hai. Và vậy thôi. Đấy, hoặc là thay vì bị quá đà từ 2 giờ đến 6 giờ sáng, họ chỉ dừng ở 2 giờ đến 4 giờ sáng thôi và vẫn làm thế nào đấy để đảm bảo sức khỏe, để duy trì cuộc sống hàng ngày, làm bài tập đầy đủ, các thứ. Đấy, tức cái nổi loạn của họ sẽ là như thế. Và kể cả bây giờ khi mà đối tượng của các bạn đã đến tuổi trưởng thành rồi thì sẽ vẫn có cái sự nổi loạn đó, nhưng mà cũng y hệt hồi nhỏ của họ thôi. Tức là đến một lúc nào đấy thì tự họ dừng, họ chỉ nổi loạn chút vậy thôi, còn cái con đường cần phải đi thì vẫn phải đi. Thì đó là bản chất thật sự của họ.
Thì cái này nó tốt hay xấu thì nó tùy cách bạn nhìn nhận. Mình chỉ biết là bề ngoài là người trông là người nghiêm túc với cuộc sống, với công việc, với bản thân thì đúng là có nghiêm túc thật, nhưng cái nghiêm túc này nó không phải là do họ là người nhàm chán hay khô khan, mà là họ thực tế và họ biết họ cần phải làm gì. Nhưng cái tính ham vui, cái tính nổi loạn, cái tính nghịch ngợm thì vẫn còn. Nhưng biết luôn biết tự điều chỉnh để đi lại đúng hướng thì kiểu người này là như thế. Rồi, thì đấy là trả bài các bạn tụ ba. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh của mình ha. Bye bye.